Chào bác nhà mình nha, chúc bác mình một ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay chốt cái đơn tiếp tục nữa nha bà con mình ơi. Cupra L5018 nha, máy về mới nha. Này, đang gỡ bỏ ủi lại nha. Con này ông chú mình lấy chỉ là máy quạt xế nha. Ông chú và bác mình lấy máy quạt xế thôi nha. Cupra L5018, xe cực kỳ là đẹp luôn nha bà con mình ơi. Xe rất là ken luôn á. Này đang gỡ ủi rồi, bỏ ủi rồi, dặm sơn cho nó có chấp chỉ, dặm sơn cho ông chú với bác mình là hoàn toàn miễn phí nha. Này vỏ lốp động này, gai rất là cao luôn nha bà con mình ơi. Cupra L5018 máy về đất Huế nha. Này con này về bác chủ mình bỏ làm lại nha. Lấy máy quả xế nha bà con mình ơi. Này đang dậm mấy cái chè nè, dưới phần đùi đồ nha bà con. Dậm lại cho bác chủ mình làm đẹp hết nha. Xe còn rất là đẹp luôn nha bà con mình ơi. Bà con mình ai đang quan tâm cái dòng này hãy liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em nha. Cửa hàng động cơ cũng phát. Này nè, động cơ cho bà con mình cùng xem nè, động cơ cực kỳ là đẹp luôn nha. Dòng phân khúc là 50 mã lực nha. 50 mã lực, số cơ bên cơ toàn bộ nha. Này trời đang trời mưa bà con mình thông cảm em nha. Tại vì trời đang trời mưa nói chuyện gì nghe nó hơi nhỏ một chút. Này, thì hở mình đang sơn cục về bên đây này. Nói chung xong hết đó là cửa hàng sẽ dòng nè, tút nè, sơn phết và bảo dưỡng lại cho bà con hết nha. Này bao xe vận chuyển mình tới nhà luôn nha bà con mình ơi. Bao xe vận chuyển mình tới nhà luôn. Quá là biết luôn bà con mình ơi. Là 5018 nha. Là 5018. Ghế ngồi của em nó này. Quá biết luôn bà con mình ơi. Ghế ngồi cực kỳ đẹp luôn nha. Còn chỗ nào có chấp chạy là em sẽ dặm sơn tốt cho bác mình làm hoàn toàn miễn phí nha. Như mấy chỗ nào chấp chạy là em dặm lại hết rồi. Đây em làm đẹp lại cho bác chủ mình hết nha. Này con này lấy máy mà sới nha. Vàng sới bác mình lấy vàng sới 1m75 nha bà con. Vàng sới 1m75. Quá là biết luôn. Và đây em sẵn ở đây em sẽ cập nhật kho cho bà con mình cùng xem những cái dòng máy đang hiện có bên cửa hàng em nha. Này trời hơi tối vậy bà con mình thông cảm giúp em nha, tại trời hơi tối, tại trời mưa. Rồi này hiện tại các dòng máy bên cửa hàng em đang có là 4508 và 3408, 5018 nha bà con, 6040. Và em đang chuẩn bị về mấy con máy lớn như là 7040 nha bà con, 7040. Vì bà con mình ai đang quan tâm cái dòng máy của Cupra hay là Yamaha á, bà con liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em nha. Hôm nay qua wow, mà đây này là dòng Yamaha nha. Yamaha gì em hiện tại có là 494 và 514 nha bà con. 514 với IM gì em có dòng của IM 351 và 357 nha. Và máy mới của dòng Cupra 5018 hoặc 4018 em sẽ có đầy đủ để đáp ứng cho bà con mình nha. Này dòng này là Cupra L5018 nha bà con mình ơi. L5018 máy mới nha. Như con này là máy mới nha bà con. Này máy mới thì giá cực kỳ hợp lý luôn nha. Giá cực kỳ hợp lý trong ngay cái thời điểm tháng 9 luôn nha bà con mình ơi. Giá cực kỳ là hợp lý luôn. Và sẽ có rất là nhiều cái ưu đãi của máy mới nha. Hồi nay con này là su máy Việt nha. Su mà sao muốn không. Máy Việt mà xe cực kỳ là đẹp nha. Con này đời 2022 nha. Hồi nay hiện các dòng máy bên cửa hàng em có để đáp ứng cho bà con mình đây. 514 494 là dòng của Yamaha nha. IM 351 và 357. Còn dòng của Cupra gì 3408 4508 đồ này, dưới là 5018 dưới 6040. Rồi nay em đang hiện có mấy cái dòng máy Nhật luôn nha. Máy Nhật gì em đang hiện có là Cupra L3202DT nha. Dòng này thì em sẽ giá cực kỳ hợp lý cho bà con mình luôn nha. Giá là cực kỳ hợp lý luôn. Vỏ bọc như con này là em lên 4 vỏ mới luôn nha bà con. 4 vỏ mới luôn. Vỏ này thì chạy lại rất hay nha. Lên 4 vỏ mới luôn nè. Bà con mình ai mà ở miền Tây là rất khoái mấy cái vỏ cái móc này nha. Chạy lại rất là hay đây nha. Rồi nay như con này này, vỏ nguyên của nó này. Con này L3202 nha. Này 2601 nha. Con này giá rẻ nhất trong bày cho bà con. Giá khoảng mấy chục cành thôi là có xe rồi nha. Còn kia là 3001. Tất cả cái dòng máy bên cửa hàng em á là đều là hai cầu hết nha bà con. Hai cầu hết. Quay lại chủ đề chính nha. Cupra L5018 máy về mới nha. Mới. Con này lấy máy và xới nha, xới mới luôn. Đang bắt cái cặp dây chằn dưới kiếm đẹp cho bác chủ mình. Cặp dây chằn mới luôn nha. Mua cho nắng này bà con mình ơi, long lanh luôn. Này bác chủ mình này. Rồi lên xe luôn các bác nha mình ơi, lên xe trong đêm luôn nha. Xe đến hơi trễ lên trong đêm luôn. Con này gì về mới nha, combo máy quạt xới, dàn xới mới luôn nha bà con mình ơi. Con này gì ông bác mình lấy máy trên 300 nha, 300 nhỏ nha. Này là 5018 nha, máy về mới nha bà con mình ơi. Rồi lên xe, lên xe. Chúc bác chủ mình về đón phát tài nha. Bà con nhà mình ai đang quan tâm cái dòng máy bên cửa hàng em thì hãy liên hệ trực tiếp bên cửa hàng nha. Cửa hàng từ 26 lực cho đến 70 lực nha, Cupra và Yamaha. Này là 5018 máy về mới nha, về đất mới, máy và xới, dàn xới mới nha bà con mình ơi. Dàn này dàn 1m75 nha.
quá là vip luôn. Gọi vô luôn đây. Rồi chú bán mình về làm móng tay nha. Rồi bà con nhà mình ai đang quan tâm cái dòng máy nào, hãy liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Nam Cơ Hồng Phát nha. Địa chỉ của cửa hàng là ốc Lâm Hình A, xã Lâm Hậu, huyện Đi Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Hóa đây là 0338 95 92 nha. Còn số Zalo là 0769 788 713 nha. Lời 5018 hay về Huế nha bà con mình ơi.